ngang nhiên đón trả khách tại nhiều khu vực, bốc dỡ hàng hóa lên xuống xe không thuộc bến nào, gây rối loạn giao thông. Đây chính là những hoạt động vận tải hành khách không giống ai của nhà xe Hà Sơn thuộc Công ty Cổ phần Vận tải Du lịch Hà Sơn. Nhà xe Hà Sơn thuộc Công ty Cổ phần Vận tải Du lịch Hà Sơn khai thác khách ở 4 bến xe tại Hà Nội là Mỹ Đình, Yên Nghĩa, Gia Lâm và Nước Ngầm. Với tần suất xe chạy liên tục tại các bến xe là rất cao, tuyến đường được khai thác là Hà Nội, Lào Cai và ngược lại. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là thay vì đón khách trong các bến xe, nhà xe này lại dùng cách vận chuyển hành khách chẳng giống ai, bằng việc đón khách bằng xe 9-16 chỗ tại văn phòng trên đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, rồi trung chuyển hành khách tới cây xăng số 7 Phạm Văn Đồng, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Sau đó, bốc xếp hàng hóa chuyển khách qua xe lớn đi về Lào Cai và ngược lại. Theo quan sát của phóng viên Pháp Luật Plus, tại đây có cả một đội ngũ nhân viên làm nhiệm vụ tiếp nhận khách và hàng hóa từ các xe nhỏ từ Mỹ Đình lên và ngược lại từ Lào Cai để chờ các xe nhỏ chuyển về Mỹ Đình. Những người dân sống tại khu vực này cho biết, nhà xe này thường xuyên đón trả khách bằng hình thức vận chuyển này với tần suất 15-20 phút một chuyến. Hà Sơn bắt đầu Mỹ Đình chạy lên đó. Nó đến đây nó còn nhặt người còn lâu đâu, nó nhanh lắm, nó chỉ 20-15 phút thôi. Dừng lắm. Cũng theo ghi nhận, mỗi lần nhà xe Hà Sơn dừng đón trả khách tại đây đều gây ách tắc giao thông, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đặc biệt hơn, hoạt động này đã làm cho vỉa hè tại các khu vực nói trên bị xuống cấp nghiêm trọng. Trước những hoạt động này của nhà xe Hà Sơn, dư luận không khỏi hoài nghi và đưa ra câu hỏi về việc cơ quan chức năng đang ở đâu khi mà ngày ngày những chuyến xe này vẫn băng trên đường mà không hề bị xử lý. Pháp Luật Plus sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này. Thấy hình ảnh trước nhưng mà nó chẳng những cái hôm trước.